Yo, xin chào mọi người. Nay em lại dọn xong con máy liên hợp 4 chức năng của Nishino. Và sau đó em sẽ giới thiệu từng chức năng. Chức năng thứ nhất là thẩm này, quấn này, cưa này và chẻ mộng. Đấy. Em đo thông số mặt thẩm cho này. 218. Chiều dài là 1m51. Bàn cuốn là 365. Nhưng mà con này cuốn được cả 40 các bác nhá. Tại vì khe này còn hở, bên này dao nó ăn liền sang bên thẩm. Đấy, nó có thể ăn được tận này. Thì nó sẽ là tận 40 đây. Đấy. 35 ăn dao 40. Rồi, sau đó em sẽ bật máy test các bác xem. Ok, chào các bác. Bác nào cần thì liên hệ em 0973 766 225. Em ở Dương Liễu Hoài Đức, Hà Nội. Và có ship toàn quốc các bác nhé. Bác là quần thì cứ liên hệ em. Nhà có nhiều máy lắm. Đây, con to khủng bố đây. Chào các bác.